Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy tỉa kiển trên cao nha các bạn. Máy tỉa kiển mà có cái cần láp cao để mình tỉa những cái kiển cao quá tầm tay của mình đó các bạn. Lần trước mình đã giới thiệu cây tỉa kiển cầm tay tỉa dưới thấp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cây máy tỉa kiển trên cao quá tầm giới với những cây bonsai cao đó các bạn. Cái máy này thì cái động cơ của nó là Genwatt Komitsu nha các bạn. Komitsu BC2310. Nó sở hữu cái bích tông là 32 ly. Dung tích xi lanh là 23cc các bạn. Máy rất là đẹp luôn. Nhật bãi đã qua sử dụng nha các bạn. Nhưng mà còn cực kỳ đẹp luôn. Máy này mình nói là cực kỳ đẹp. Các bạn quan sát cái nòng của nó nè. Xám xịt luôn nha. Dị vật của nó nhìn thấy ghiền luôn các bạn. Trắng phích luôn. Chụp vật trợ lực nha các bạn. Vật rất là nhẹ luôn. Em bé giờ cũng chạy. Chế quạt khí tự động các bạn. Rất là đẹp luôn. Của Nhật nha các bạn. Wamro của Nhật. Chế quạt khí tự động. Để như này các bạn không có thấy rõ cái bô nó che lại kính chữ ôm rồ các bạn. Đó ôm rồ các bạn thấy không, chánh tông của Nhật đó các bạn, made in Japan nha các bạn, made in Japan. Geno Komitsu rất là đẹp các bạn. Ơi, thấy mới tinh luôn. Dòng này bô đen nha các bạn, đừng lầm tưởng là nó cũ. Bô nó màu đen. Không một cái lỗi nhỏ nào hết các bạn. Đây, cái này là tay nắm nè nha các bạn. Cái này tay ga. Vậy là nhỏ nè, vậy là lớn nha. Lên ga là kéo vô nè. Có công tắc đánh kèm theo công tắc luôn nè các bạn. Rất là tiện sử dụng. Hệ thống này dây đeo. Này tay cầm. Tay cầm phía trên nè các bạn. Cầm phía trên. Đây nó còn hỗ trợ thêm một cái tay cầm này. Tay cầm này khi nào các bạn thích cầm ngang thì các bạn sẽ tháo cái tay cầm này ra cất. Mình cầm bằng tay cầm này và cái tay cầm này nha các bạn. Rất là tiện lợi. Nguyên bản đó các bạn. Nguyên bản mình còn để yên nguyên luôn. Đây mình nhắc lại nha. Cái tay cầm này nếu mà mình không thích thì mình sẽ dùng cái tay cầm này. Thì một trong hai cái tay cầm này thì mình muốn sử dụng cái nào cũng được các bạn. Tay cầm này là tay cầm dưới điều khiển ga. Tay cầm này là tay cầm trên. Mình thích thì mình thích dùng tay cầm này thì mình tháo tay cầm này ra cắt nha các bạn. Còn nếu mình thích dùng tay cầm này thì để nguyên. Tinh luôn. Để chói nha các bạn. Chói lấy nét không được.
bạn quan sát cái hệ thống tông đơ các bạn, để tỉa kiển trên cao các bạn, còn nguyên bản luôn các bạn. Cái này đã qua sử dụng cho nên nó có cái nước chua của kiển nó dính vô, thành ra nó bị đen màu nè các bạn. Những đồ thép á các bạn, nếu mà mình không chăm sóc kỹ, khi mà mình sử dụng xong mình không rửa, cái nước, cái lá kiển nó đa số là nó chua các bạn, axit á, làm cho bong những cái lớp xi trắng này các bạn. Bạn thấy có cái áo của nó nè, áo của nó các bạn rất là đã luôn. Đây, phía dưới này nè, phía dưới này nó có một cái miếng bảo vệ nè các bạn. Các bạn xem, made in xà băng luôn các bạn. Cái này mình có thể mình điều khiển cất lên cao, hạ xuống thấp nha các bạn. Đây, cất lên cao, hạ xuống thấp. Cất lên cao, cất lên xong nè, cất lên cao ha, mình khóa lại ha. Hạ xuống thấp, cất lên cao nè các bạn. Để mình dựng máy, mình thao tác cho các bạn xem. Cắt lên cao nè, thấy không? Hạ xuống thấp nè các bạn. Xong mình làm cho đúng cự ly cho nó ôm với cái tàn kiển xong. Ví dụ tàn kiển của mình là loại tàn thông hay là tàn gì đó, tàn tròn chẳng hạn, thì mình sẽ điều khiển cái cần này nha các bạn. Điều khiển cần này cho nó ôm đúng cái tán kiển của mình, để mình cắt cho nó được đẹp các bạn. Đây, nó thiết kế cái điều chỉnh. Ok, nè, mình nắm đây. Nè, tay mình nè, dở lên nha. Nè, nó sẽ đưa lên cao, hạ xuống thấp. Đó, để chi? Để nó phù hợp với cái tán kiển của mình nha các bạn. Rất là thuận lợi. Không phải nó thẳng vậy hoài đâu, mình có thể mình điều khiển nó lên cao, đó, xuống thấp. Xong mình khóa cái này lại nha các bạn, khóa cái này lại. Rồi, đây là nó có những cái núm để vô mở các bạn. Nếu bạn không có cái hệ thống bơm mở thì các bạn chỉ cần tháo nút này ra các bạn, tháo nút này là dùng cho cái hệ thống bơm mở đó, bằng sức ép đó các bạn, ép nó vô. Nếu mình không có thì mình vẫn bơm mở được các bạn. Dùng một cái ống chích này các bạn để mình lấy mình vô mở cho các bạn xem. Đây, cái ống vô mở của mình đâu rồi, đây các bạn. Mình dùng một cái ống tim vô mở, mình để vô đây ha. Đây ha, bơm nó vô nha các bạn, nó sẽ vô rất đơn giản nha các bạn. Nè, mình đã bơm rồi nè, bây giờ bơm đầy quá nó dư, nó trào ra nè các bạn. Đó, trào ra dư mình à... Rồi xong mình dặn lại nha các bạn. Cái này, cái đầu này là nó ở ngoài này nó có một hệ thống tự động đậy kính nha các bạn. Này, cái bạc đạn này là ở trong nó có lò xo, nó đẩy ra, nó đậy kính lại không cho nước lọt vô. Mà mình có những cái hệ thống bơm mở chuyên dụng á, thì mình để nguyên cái này, mình bơm.
Nếu mình không có hệ thống bơm mở chuyên dụng á, thì mình tháo ra mình bơm bằng ống chích á các bạn. Xong mình dặn vô. Không có gì khó khăn hết. Đây. Nó hệ thống này nó có 3 chỗ bơm mở nha các bạn. Đây là 1. Đây, đây là 2 đây. 2 chỗ bơm mở. Đầu bơm mở nè. Và đây nữa các bạn, đây một đầu bơm mở nữa các bạn. Đây là đầu bơm mở nữa nè. Này mình đã bơm xong hết rồi các bạn. 3 chỗ bơm mở. Còn dài dài đây thì mình bơm bằng thủ công nha các bạn. Dài dài đây thường xuyên mình vô nhớt hoặc mở bò cho nó trơn chu nhớ nhớ nó giảm ma sát các bạn. Cho mình sử dụng được bền hơn. Vô thường xuyên vô dầu mỡ các bạn, dầu cũng được, mỡ cũng được. Đây. Nếu bạn nào xuyên thì vô mỡ thì nó tốt hơn, nó lâu khô hơn vô dầu. Thì cái hệ thống tông đơ tỉa của mình rất là bền đó. Nó rất là không có, nó không có lục đâu các bạn. Do hai mặt ma sát vô nó rất là lâu lục, rất là lâu, lâu cùng đó các bạn. Cùng dùng theo tiếng ngoài miền Bắc mình là gọi là lâu cùng. Hai mặt này bằng thép không à các bạn, nó rất là chậm cùng. Mình cũng không cần phải chăm sóc nó nhiều đâu. Không cần phải mài nha các bạn. Khi nào mình thấy mình xài cũng thật là nhiều, mình thấy cắt nó không còn ngót nữa thì mình mới có mài. Chứ mà cũng mình sử dụng rất lâu, của mình có sở hữu một cái mình sử dụng rất lâu rồi, cũng không có công việc mài, không có thành, không có quan tâm tới đâu, nó không có lục. Do hai cái mặt chà nó chà với nhau, nó sẽ làm cái mép nó bén hoài đó các bạn. Xem không, máy rất là mới luôn các bạn. Rồi đại khái cái máy mình vậy nha, để mình test thử cho các bạn xem nha. Rất là nhạy nọ, rất là đã luôn. Giật rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Lý do cái hệ thống máy nó còn tốt, nó rất là nhạy luôn. Nhật nó chế cái máy nào cũng nhạy hết các bạn. Nhưng mà do cái máy nó cũ, đã qua sử dụng nhiều năm rồi thì nó kém độ nhạy, hơi hám đồ nó kém cho nên nó không nhạy. Nhưng mà cái máy Nhật nếu mà nó còn mới thì nó rất là đã các bạn. Mặc dù bất kỳ hãng nào của Nhật thì ok hết. Những dòng đời mới nha các bạn, những dòng chế hòa khí ngang nè. Chế hòa khí ngang có nghĩa là mình gọi chế hòa khí ngang nghĩa là hai cái bù lon nó bắt cái chế hòa khí là nó nằm ngang nha các bạn. Còn chế hòa khí ngày xưa nó xéo vậy nha các bạn. Hoặc nó xéo dấu sắt hoặc nó xéo dấu quyền. Còn cái chế hòa khí ngang là hai cái bù lon nó bắt vô máy là nằm ngang. Cho nên người ta gọi chế hòa khí đời mới là tổng nói chung các chế hòa khí ngang là rất là ok. Rất là nhẹ nhàng các bạn. Bạn nhìn xem nè. Tuyệt vời luôn các bạn. Cắt tỉa trên cao rất là tuyệt vời luôn. Cắt lên nha các bạn. Cắt lên. Cắt lên nè. Má lại nè, mình cắt lên cao rồi nè. Để cho nó phù hợp với cái tàn kiển của mình đó các bạn.
rất là dữ các bạn, móc cực kỳ luôn, nhảy nổ cực kỳ. Các bạn nhìn xem nè, rất là đơn giản luôn. Rồi, cái video mình test cái máy cắt kiển trên cao, cái máy tỉa kiển trên cao đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin hẹn các bạn các video sau. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.